Em xin chào tất cả các bác yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là lễ mùng 2 tháng 9, thì em chúc tất cả các bác sức khỏe và nhiều niềm vui. Video ngày hôm nay thì em làm một cái video ngắn để cho các bác cùng thấy được cái hiệu quả của cái vấn đề mà ki không ra rễ, mặc dù ki rất là dài và cái quá trình mình thực hiện kích hoa nó đạt được đến đâu rồi. Bởi vì ngày 31 tháng 8, có nghĩa là cách đây là 1 tháng 2 ngày, thì em có ra 2 cái video nói về cái vấn đề ki không ra rễ và chia sẻ về cách để chúng ta thực hiện kích hoa. Thì nhận được rất nhiều những cái phản hồi từ tất cả các bác. Điều này thì cũng rất là mừng, bởi vì nó trở thành một cái sân chơi mà các bác đã thực hiện, gửi gắm cái tình cảm cũng như là theo dõi. Thì ngày hôm nay thì em quay trở lại để cho các bác cùng xem nhé, xem là hiện tại nó đã như thế nào, và em sẽ lưu ý một số những cái điểm nhấn để chúng ta nắm được. Quan trọng nhất là không phải là vấn đề là nó đã ra rễ hay là nó đã ra hoa hay là ra ki, mà quan trọng hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy được khoảng thời gian là 1 tháng thì nó đã thay đổi như thế nào. Từ đó chúng ta tránh cái trường hợp quá sốt ruột. Thời điểm này không phải là mùa sinh trưởng của cây các bác nhé. Thời điểm này được gọi là trái mùa đó. Nó rơi vào tháng 8, tháng 9 mà. Cho nên cái tốc độ phát triển và cái khả năng tác động vào làm nó thay đổi nó sẽ chậm hơn so với giai đoạn đầu năm. Đấy, mời các bác cùng xem. Thì cái tính chất tự nhiên, có nghĩa là về sinh tồn á, thì nó sẽ ra mầm gốc, sẽ ra ki ở trên những cái mắt còn lại. Đấy là cái tính chất là tự nhiên đó nhé. Và việc ra ki thì nó sẽ kéo theo là nó sẽ ra rễ ở trên cái ki đó. Đấy là tính chất tự nhiên. Còn vì sao mà mình lại phải dùng thuốc? Bởi vì mình muốn là gì ạ? Thứ nhất, cái tỷ lệ ki nó nhiều hơn. Thứ hai là mình phun kích rễ, mục đích của nó là nó ra rễ nhanh hơn. Như vậy là cái mục đích của em là kích hoa và kích ki ở trên cái thân này. Nhưng mà cái tỷ lệ có thể là nó sẽ ra ki hết. Chỉ hy vọng thôi là nó, cái mắt trên là nó sẽ ra hoa để chúng ta biết được cái mặt bông. Còn cái tỷ lệ mà nó ra ki hết là nó vẫn có, chắc chắn là nó có ki đấy ạ. Nhưng mà liệu nó có một cái bông hoa ở trên hay không? Thì như vậy là các bác đã xem đâu. Hai cái giò lan mà trước đó 1 tháng nó hoàn toàn nó không ra rễ và nó chưa có ki hay là hoa gì cả, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đã quay trở lại và nhìn nó một cách cụ thể rõ ràng vào thời điểm hiện tại, đó là sau 1 tháng, để chúng ta thấy được cái hiệu quả của nó. Thì ở đây thì em cũng chỉ nói đến một cái vấn đề thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện làm một cái gì đó thì chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân, để từ đấy chúng ta phải hành động. Và hành động trọng tâm đúng vào cái nguyên nhân đấy, thì cái việc mà chúng ta tiết chế, khắc phục và yêu cầu bắt buộc cái cây đấy nó ra ki hay là ra hoa hay là ra rễ theo cái mục đích của chúng ta thì nó dễ hơn rất là nhiều, chứ không phải là làm theo cảm tính. Ở đây thì đa phần là các bác là cũng mới chơi lan thôi, cho nên cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm với nó chưa được nhiều, dẫn đến là còn những cái vấn đề nó mang tính chất là ngờ vực. Điều này thì em làm những cái video ra thì đa phần mong muốn là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua, chứ không phải là mình cố gắng mình làm để cho nó có rồi là mình nói về vấn đề hiệu quả. Điều đấy không cần thiết. Em quay về hiệu quả mục đích á, để cho bác thấy rằng gì ạ? Có nghĩa là sau 1 tháng thì cái cây đấy nó đã thay đổi như thế nào? Rễ của nó đã ra làm sao? Nó dài bao nhiêu? Để chúng ta tránh cái trường hợp là sốt ruột. Bởi vì các bác
mới thì thường là khi tác động vào là cứ hay sốt ruột, cứ hay hỏi em rằng là sao một tuần rồi ki nó chưa ra rễ, sao trồng cây một tháng rồi mà nó không nhúc nhích gì. Đó. Thì đấy là các bác đang sốt ruột về cái mặt thời gian. Đó. Thì đây em cho các bác xem là nó rõ ràng cụ thể. Đây là một cái giò các bác mới xem ở trong video trước đó, đúng không ạ? Đó. Nguyên si cái giò này. Giò này có 4 cái ki, khá là dài, tầm hơn 20 cm. Và tháng trước thì nó hoàn toàn nó chưa có rễ, đúng không ạ? Hoàn toàn chưa có rễ luôn. Thì em có nói về cái nguyên nhân của cái dề này. Dề này là do là một dề mới ghép, cho nên mình để ở cái nơi mà có ánh sáng rất là thấp, độ ẩm cao, để mục đích là trong cái giai đoạn hồi phục cây, tại vì cây mới ghép rồi các bác. Nhưng mà do em để quên, để lâu quá, để phía dưới, cho nên là cái ki nó ra rất là dài, nhưng mà hoàn toàn rễ nó không ra. Thì cái nguyên nhân cốt lõi của nó là do yếu tố là ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng quá thấp, nó không có cái phần nắng để cho cái ki này nó ở trạng thái là thiếu nắng, thiếu ẩm, thiếu nước, và nó hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái thân mẹ, cho nên nó không ra rễ. Và cái thứ hai là trước đó cái thân này rất là to, cho nên là cái khả năng mà nó nuôi ki á là nó có đủ chất dinh dưỡng, đủ tất cả những yếu tố dẫn đến những cái ki này nó nhác, nó không ra rễ. Thì từ hai cái yếu tố đó, thứ nhất là cây mẹ nó phụ thuộc quá nhiều vào cây mẹ, cái thứ hai là ánh sáng và nắng không có, dẫn đến là cái ki nó không chịu ra rễ. Thì trường hợp này chúng ta chỉ cần chuyển cây lên cái vị trí của ánh sáng cao hơn. Ánh sáng cao hơn thì nhiều bác lại hiểu rằng là để ở nắng, thì không có đúng đâu. Để nắng chỉ là đúng một phần thôi, nhưng mà mình phải kiểm soát được cái tỷ lệ nắng. Ví dụ như cái cây này nó cũng chỉ là một cái cây mới thôi, đúng không ạ? Mầm nó đang lên, thì chúng ta nên để ở cái vị trí mà có nắng tầm 50-60%. Chỉ cần vậy thôi là đủ nắng cho nó rồi. Đấy. Thì cây nó sẽ tự khắc nó ra rễ. Tuy nhiên nếu để tự khắc ra rễ thì nó sẽ lâu, bởi cái ki này nó đã khá là dài rồi. Cho nên là chúng ta cần phải nhanh chóng cho nó ra rễ, càng nhanh càng tốt. Thì chúng ta phải sử dụng kích rễ, sử dụng những cái thuốc kích rễ các bác. Đấy, chúng ta thực hiện phun đều đặn cho nó một tuần một lần, để cho nó kích thích cái quá trình ra rễ nó nhanh hơn. Nếu mà làm được những điều này rồi thì cái cây nó tự khắc nó ra rễ, chứ không phải là một số bác nói là gì ạ, là cây ki này là không thể nào ra rễ được. Nhất là những cái ki ở đầu ngọn. Đây, những cái ki ở đầu ngọn là ki này, là cái ki đây đấy các bác, ki ngoài cùng đây. Thì em sẽ cho các bác xem là cái ki này nó đã có rễ chưa nhé. Nguyên tắc của ki ở trên thân á là nếu như một cái ki mà nó đã ra rễ thì tất cả những cái ki ở trên cái thân đấy thường là nó sẽ ra rễ ngang ngang và đều đồng đều nhau. Còn nếu đã không ra rễ thì tất cả đều không ra rễ. Đó. Cho nên là có bác nói rằng là cái việc mà ki đầu ngọn ra rễ là không có trong cái trường hợp này. Và có bác thì nói rằng là gì ạ? Chắc chắn một điều là ki này không bao giờ ra rễ được và nó sẽ chết. Dần dần nó chết. Đó. Thì hôm nay chúng ta xem những cái ki, 4 cái ki này nó đã có rễ chưa các bác nhé. Thứ nhất, đây ạ, ki này. Đấy, cho bác nhìn cận cảnh. Đó, rễ nó đã ra. Ở bên đây 3 rễ, nhưng bên đằng sau cũng hình như em nhớ có mấy cái rễ. Và bên đây nữa. Đó. Tương tự. Đây hơi khó quay thì em quay có mình thôi. Đây có ki đầu ngọn này. Đây chính là cái ki đầu ngọn. Đấy, nó đã bung mấy cái rễ rồi. Và còn mấy cái răng nữa. Đấy. Như vậy thì nó đã ra rễ hết các bác nhá. Và những cái ki này này thì chúng ta đến thời điểm này chúng ta hoàn toàn có thể cắt nó ra để thực hiện trồng một cách độc lập. Bởi vì nó đã ra rễ rồi mà. Đấy, chúng ta thực hiện cắt và trồng lại. Và cây nó vẫn phát triển một cách bình thường. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy là nếu chúng ta nắm được cái nguyên nhân và biết cách để thực hiện tác động vào trọng tâm của vấn đề đó thì nó sẽ ra rễ các bác nhé. Và những cái
comment, bình luận mà mang tính chất là thách thức ấy, thì hiện tại em đã ẩn rồi. Để tránh trường hợp rằng là gì ạ, các bác lại vào để nói những cái vấn đề qua lại với nhau là đôi khi lại không hay. Và cái người đó thì cũng mất đi cái sự tự tin. Cho nên một cách tế nhị thì em cũng đã là ẩn cái bình luận ấy rồi. Bác có xem cái này thì cũng nắm được nha. Chơi lan thì nó không mang cái tính chất hiếu thắng được đâu. Nó quan trọng là mình phải luôn luôn học hỏi để tìm hiểu cái nguyên nhân và từ đấy mình làm. Chứ nó không cần thiết là mình phải cố gắng để mình nói ra cái quan điểm của mình từ cái kinh nghiệm, từ bản thân mình. Có thể làm chưa ra thì chúng ta nên trao đổi với nhau để cùng làm, để làm sao cho cái cây lan nó phát triển tốt nhất, chứ không nhất thiết là phải mang tính chất thách thức các bác nhé. Thì sau một tháng thì em cũng cho các bác xem lại cái giò này. Đấy, rễ của nó tất cả đều có. Và em nhấn mạnh hai yếu tố. Nếu như mà cái cây mà chúng ta để ở cái khu vực mà ánh sáng yếu, đang trong cái giai đoạn hồi phục, khi nó không ra rễ thì các bác hoàn toàn có thể thay đổi. Thứ nhất là đưa cây qua vị trí của ánh sáng cao hơn, có nắng nhẹ. Cái thứ hai là phun kích rễ đều đặn một tuần một lần. Đấy, các bác thấy cái lá đen đen này này. Đấy, những cái chấm đen đen đó chính là rốt 2. Em thực hiện em phun bằng cái này. Đấy, ở khu vực của em thì có cái loại này là cái loại bình dân, có 20.000 một lọ thôi. Và sử dụng thì em hay sử dụng cho cả vườn. Đấy. Kể cả những cái cây bộ rễ phát triển tốt, em vẫn cứ sử dụng cái này. Còn ở khu vực các bác không có loại này thì có thể sử dụng những loại khác mang tính chất là kích rễ. Chứ không nhất thiết phải có cái loại này. Nha. Đấy, thì để tránh trường hợp chúng ta máy móc. Đó, thì cái vấn đề ánh sáng rất là quan trọng, tác động đến cái vấn đề ra rễ. Cho nên chúng ta lưu ý đến điều này. Còn một trường hợp nữa thì em cũng nhấn mạnh luôn. Nếu như cái ki của chúng ta mà mang chất là ki kích á, ki mà thực hiện kích để cho nó ra ki á, mà nó rất dài mà nó cũng không ra rễ, thì khả năng là nó bị rối loạn. Và chúng ta nói rằng nó bị độc á, bị ngộ độc á, thì chúng ta nên dùng B12. Đây, B12 em cũng có một cái bài chia sẻ với các bác rồi. Đấy, dùng B12 này để thực hiện giải độc cho nó. Đấy, 2cc trên 1 lít và sử dụng khoảng độ 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày. Chúng ta giải độc sau đó thực hiện là kích rễ lại thì nó vẫn thực hiện ra bình thường. Tránh trường hợp mà chúng ta lại cứ bảo rằng là ki nó không ra rễ, dần dần nó chết, nó lãng phí. Nguyên tắc là ki đã ra thì rễ nó sẽ ra. Còn nếu mà nó ra chậm hoặc nó không ra thì chúng ta cần phải xác định nguyên nhân để tác động vào để cho nó ra rễ các bác nha. Đây, đây là cái ki ngoài cùng. Đó, đầu rễ xanh đã có các bác nha. Dùng thứ hai thì em có nói về vấn đề kích hoa, đúng không ạ? Trong cái video kích hoa thì em chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể cái vấn đề làm sao để cho nó ra hoa. Và cái cách chúng ta thực hiện chọn cái cây tác động vào để kích hoa. Thì với cái cây này thì đây, thứ nhất các bác nhìn thấy đây là một cái cây va, đúng không ạ? Thì mục đích chính của em là tiện thể em kích để cho nó có thể là ra hoa hoặc là ra ki thôi. Nhưng mà em phán đoán rất là rõ là tỷ lệ mà nó ra ki sẽ rất là cao. Bởi vì cái thân này chính là cái ki 51. Đấy, ki 51. Và khi kích thì em cũng nói rằng cái tỷ lệ nó ra hoa rất là thấp nha. Và đến thời điểm này thì chúng ta nhìn lại thì nó đã ra ki. Có nghĩa là sau một tháng thì nó đã ra ki và ra mầm gốc. Thì chúng ta nhìn thấy này. Đấy, thì đây là hai cái ki rất là lớn. Và đây có một cái nữa. Và bên đây những cái mắt nhỏ nhỏ thì nó cũng đã sưng lên rồi. Và trên đây thì nó có hai cái mầm gốc các bác. Một cái mầm gốc ở trên cái thân kích, gọi là thân mẹ. Và một cái mầm gốc ngay ở dưới cái thân đang phát triển. Trong hai cái mầm gốc và tầm 4 cái ki. Đó. Thì với cái cây này thì không dại gì mà em sẽ để ở cái nơi mà nắng cao. Và mục đích của nó là mang chất là kích hoa. Bởi vì cái mầm nó đang lên, mầm nó đang phát triển. Nếu chúng ta mà lựa chọn cái giải pháp mà cho ra hoa thì đôi khi chúng ta phải đánh đổi rất là nhiều. Và một cái ki của này, cái giá trị của nó cũng không phải là thấp tí nào cả.
Đấy, cho nên là em sẽ để ở cái nơi mà cũng có cái ánh sáng nhẹ thôi. Đấy, ánh sáng tầm 40%. Để mục đích của mình là nó có được những cái key, ít nhất là những cái key và những cái mầm gốc. Còn một cái video ngay sau đó là em nói về cái vấn đề hiệu quả của vấn đề kích hoa. Thì em cũng đã quay cho các bác xem là khi mà mình kích hoa thì cây nó đã ra hoa như thế nào. Đấy. Thì bác nào chưa xem thì có thể là xem lại những cái video đấy nhé. Thì đây em quay trở lại mục đích để chúng ta thấy rằng là sau một tháng thì đây không phải là mùa sinh trưởng. Thì cái key của nó, thứ nhất là cái tỷ lệ, cái thứ hai là cái chiều dài, có nghĩa là độ phát triển của cái key này là nó đạt được như thế nào, đúng không ạ? Đấy, những cái key này nếu mà chúng ta không biết tận dụng để chúng ta kích, để nhân giống thì khả năng cao thì nó sẽ mất đi một mùa. Đấy. Và chúng ta chỉ có phụ thuộc vào cái mầm gốc này thôi. Còn nếu như chúng ta biết tận dụng thì nó vẫn ra key bình thường. Mặc dù cái key này, cái thân này em cũng nói nó chỉ rơi vào khoảng độ tầm 12 cent thôi. Nhưng bây giờ thì ngoài ba cái key này nó lên rồi thì đang còn khoảng độ ba cái nữa. Những cái mắt nhỏ nhỏ thì nó đã mở rồi, mắt thức rồi. Và bây giờ nó đã bung lên rồi. Và em chích chỉ có hai mũi thôi, cách nhau, đúng không ạ? Và hai cái mầm gốc nó đang lên. Đó. Như vậy đây chính là cái cách mà chúng ta thực hiện nhân giống. Và đặc biệt những cái hàng mà chúng ta có cái sự ưu tiên, những hàng mang chất là chúng ta đã có mặt bông, chúng ta có thể là mua những cái cây và hàng va hoặc là những cái hàng VIP nào đó, thì chúng ta có thể là thực hiện kích nó để nhân giống. Thì đây chính là cái em quay lại chúng ta thấy nhé. Video này thì em xin kết thúc ở đây các bác nhé. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ và like để nhiều người khác cùng được xem video này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc các bác